vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Giữa tháng năm đời sơn, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tim yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Quà tặng tin mừng Chúa Nhật thứ 21 thường niên 5C. Cửa hẹp là gì và cửa hẹp không là gì? Linh mục An Phong Nguyễn Công Minh, dòng anh em hèn mọn Việt Nam. Có một cảnh tượng tương phản ngộ ngộ xảy ra cách đây đã hơn 30 năm. Trong thời kỳ còn bao cấp, là thời kỳ hạn chế du nhập văn hóa từ các nước tư bản. Lúc đó người ta cho chiếu bộ phim tình cảm Liên Xô với tựa đề Cánh Cửa Mở Rộng. Mua được một chiếc vé đã là gay cấn rồi. Nào là chờ trực, xếp hàng, nào là chen lấn, đẩy xô. Nhưng khi có vé rồi mà vào cửa thì cũng không dễ gì. Tựa phim là cánh cửa mở rộng, nhưng cánh cửa sắt của rạp không chịu mở rộng, mà chỉ hé mở một chút, vừa đủ cho một người đi nghiêng qua để kiểm soát vé cho dễ. Quả là một cảnh tượng tương phản thú vị, chen chúc nhau đi vào cửa hẹp để xem cánh cửa mở rộng. Cách đây nhiều năm lại có cảnh tương phản khác, cả ngàn học sinh chen chúc nhau để mua cho được một bộ đơn xin dự thi vào đại học mở ở đường Võ Văn Tần, Sài Gòn mà không được. Bộ hồ sơ dự thi đã hết. Báo chí đặt tựa đề cho cảnh này là Cánh Cửa Đại Học Mở Đã Đóng. Vậy thì khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nhà cha có nhiều chỗ lắm, chứa bao nhiêu cũng không chật, mà sao hôm nay trong bài tin mừng Ngài lại nói hãy đi qua cửa hẹp mà vào? Phải chăng vì nước trời ít chỗ, cần hạn chế? Có một cái tương phản nào đó trong tư tưởng của Chúa chăng? Chắc chắn ta phải tìm hiểu xem Chúa muốn nói gì qua hình ảnh cửa hẹp. Cửa hẹp là gì? Và cửa hẹp không là cửa gì? Thứ nhất, cửa hẹp không phải là nơi bán vé. Trước khi vào rạp xem chiếu phim, trước khi vào sân vận động xem đá bóng, trước khi lên xe, người ta thường xếp hàng, thò tay vào một ô cửa hẹp để mua vé. Tùy sức chứa của rạp, của sân, của xe, mà người ta bán một số vé tương đương với sức chứa. Sức chứa của nước trời thì vô tận, nên không cần có ô cửa hẹp để bán vé. Ta cũng không cần phải hỏi xem nước trời có bao nhiêu chỗ để liệu mà tìm cách mua vé vào. Như đi xe ta thường hỏi xem xe bao nhiêu chỗ, 4 chỗ, 12 chỗ, 15 chỗ, 20 chỗ, vân vân. Sở dĩ Chúa nhắc đến cửa hẹp
là nhằm trả lời cho câu hỏi của một số người: Thưa Thầy, phải chăng những người được cứu thì ít lắm phải không? Tức là những người được vào nước trời thì ít. Chúa không trả lời phải ít lắm, để rồi ta thất vọng khi nghĩ rằng chắc mình lọt sổ thôi. Chúa cũng không trả lời nhiều lắm, để rồi ta buông thả vì nghĩ rằng thế nào mình cũng thuộc số người được cứu. Những người muốn hỏi về con số, số ghế, số chỗ trong nước trời là những người không biết ắt giáp gì về nước Chúa. Bởi lẽ nước trời đâu phải là cua ta, là hạn ngạch, là định mức, là sức chứa, số ghế. Cứ đi vào cửa hẹp là đến nước trời, nhưng cửa hẹp không phải là nơi bán vé vào nước trời, thì cửa hẹp cũng không phải là nơi soát vé. Nơi soát vé, cũng có rất nhiều người trong chúng ta hiện nay vẫn nghĩ rằng mình đã nắm được trong tay vé vào cửa trời. Xin thưa ngay, cửa trời không có lối đi hẹp để soát vé đâu. Những chiếc vé mà ta nghĩ rằng Thánh Phêrô, kẻ giữ cửa sẽ hỏi, ta đang có trong tay như chứng chỉ rửa tội, thêm sức, có dấu đỏ, dấu nổi đàng hoàng, tờ phép lành tòa thánh mà nhiều gia đình có với lời ghi chú xưa là bảo đảm cho phần rỗi đời đời, rước lễ 5 ngày thứ 7 đầu tháng với lời hứa của Đức Mẹ, 9 ngày thứ 6 đầu tháng với lời hứa của Thánh Tâm, lại còn chuỗi thương xót hàng ngày. Đã 3 lần 7 lượt lãnh được ơn toàn xá khi làm việc này việc nọ, khi hành hương chỗ này chỗ kia. Những chiếc vé đó rất tốt, nhưng nên nhớ không có cửa hẹp để soát những vé đó đâu, để rồi mình ỷ y như khi mua được vé xe lửa, vé xem phim, vé tàu bay là an tâm, đến giờ ta chìa vé ra để vào. Cửa hẹp cũng chẳng phải là nơi ta chìa ra tờ lý lịch trong sạch ba đời, dòng dõi các thánh tử đạo vẻ vang, hay lá thư tay của những âu dù, ông cha này giám mục nọ, ở trong dòng họ, để rồi được cho qua. Vậy cửa hẹp mà Chúa Sư nói ở đây là gì? Cửa hẹp là gì? Xin được lấy lại cảnh tương phản về bộ phim Cánh Cửa Mở Rộng đã nói trong phần mở đầu để gọi. Cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói ở đây lại là cánh cửa mở rộng. Mở rộng tức là mở luôn luôn, mở cho mọi người. Cửa hẹp không phải là nơi để hạn chế thời gian, như mở buổi sáng, đóng buổi chiều, hạn số con số, như 1,5 tỷ thôi nhé, hạn chế tầng lớp, như chỉ người nghèo mới được vào, vân vân. Không phải vậy đâu. Cửa hẹp là cửa mở rộng, ai muốn vào cũng được, vào giờ nào cũng được. Điều kiện duy nhất của nó là vì nó hẹp nên muốn vào phải bỏ lại những hành trang cồng kềnh. Những hành trang cồng kềnh đó là tội lỗi của chúng ta. Ta không bỏ lại, ta không vào được cửa hẹp. Những hành trang cồng kềnh đó là những thú vui trần gian, ta không biết từ bỏ, ta không lách qua được cửa hẹp. Những hành trang cồng kềnh đó là lòng tham danh lợi lộc, ta không từ bỏ, ta không chui lọt qua khung cửa hẹp. Những hành trang cồng kềnh đó là những mối thù nặng nhẹ với anh chị em trong nhà hay ngoài mái ấm gia đình, ta không từ bỏ, khi đi qua cửa hẹp sẽ bị vướng mắc như chiếc áo rộng dính vào ốc này vít kia của cánh cửa hẹp, khiến ta không thể dễ dàng đi qua được trơn tru. Có hai người lính trẻ đang nói chuyện với nhau về việc tin theo Chúa Kitô. Một người nói, tôi không thể nói hết cho anh biết, tin theo Chúa Kitô thì quý giá biết ngần nào. Người kia đáp lại, tôi cũng nghĩ đến đó, nhưng tôi thấy tin theo Ngài thì phải từ bỏ nhiều quá. Quả thật tôi đang tính toán đây. Một sĩ quan đi ngang nghe vậy, đặt tay trên vai người lính trẻ vừa nói câu trên mà rằng, anh ơi, anh tính giá của sự tin theo Chúa Kitô sao? Thế anh có bao giờ tính giá phải trả khi không tin Chúa Giêsu không?
Thánh Phaolô đã tính giúp chúng cha trong thư Philippe: tôi coi tất cả mọi sự là thua lỗ, bất lợi trước cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu, Chúa của tôi. Vì Ngài tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Chúa Kitô và được kết hợp với Ngài. Theo Chúa vào nước trời là phải đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp không phải là nơi bán vé, nơi soát vé, nhưng cửa hẹp là cửa luôn mở mọi lúc, mở với mọi người, miễn là ta biết từ bỏ hành trang cồng kềnh. Trong lời hứa rửa tội, giáo hội bắt chúng ta tuyên hứa từ bỏ trước khi tuyên xưng niềm tin, thì chúng ta hãy từ bỏ những hành trang cồng kềnh để ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Chúa chúng ta qua kênh tin kính. Amen. Linh mục An Phong Nguyễn Công Minh, dòng Anh Em Hèn Mọn, hẹn gặp lại. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong si ô Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác. Tôi tin phép tha tội, tôi